Chào các bạn đã trở lại với kênh của Khải Toàn, phong thủy phòng khách. Không gian cũng biểu tượng cho lòng dạ và sự bao dung của con người. Không gian càng nhiều, lòng bao dung càng lớn. Số đông mọi nhà thường mắc lỗi, đó chính là bài quá nhiều đồ đạc nơi cửa khí hoặc là cầu thang. Cửa khí tức là cửa lưu thông không khí. Cửa khí bị cản trở, đương nhiên sẽ bất lợi về tài lộc. Có sự khác nhau rõ rệt giữa phòng khách nhà phố và phòng khách căn hộ, tôi sẽ trình bày ở phần sau. Những thứ nên thấy ở phòng khách. Bước vào phòng khách, nhìn thấy màu xanh lá của thiên nhiên, nhìn thấy cây cối xanh tươi khiến con người tràn đầy lòng yêu đời. Vào phòng khách, nhìn thấy màu xanh dương của bầu trời khiến con người thêm hy vọng và phấn khởi. Vào phòng khách, nhìn thấy màu đỏ tươi giống như bắt gặp niềm vui. Vào phòng khách, nhìn thấy tranh ảnh đẹp hoặc đồ vật và những bức tranh tinh tế thể hiện được gu thẩm mỹ của gia chủ, đồng thời mang lại cảm giác bình yên sau khi bước vào phòng khách. Ngược lại, các thứ không nên thấy ở phòng khách: đồ đạc ngổn ngang khiến tâm trạng không thoải mái, tranh ảnh kỳ quái khiến tâm trạng thiếu sức sống. Vừa vào phòng khách thấy ngay bếp, từ cửa vào thấy ngay bếp, hỏa khí xung vào người khiến tài khí không thể đi vào. Vừa vào phòng khách thấy ngay nhà vệ sinh, khó tránh khỏi khí ô uế là một điều tối kỵ. Trong một ngôi nhà, độ lớn nhỏ của phòng khách đại diện cho khả năng kiếm tiền và sự độ lượng của những người sống trong đó. Phòng khách càng lớn, tiền có thể kiếm được càng nhiều. Phòng khách là nơi tụ tài nên thông thoáng, ánh sáng và không khí vừa đủ là tốt nhất. Nếu vì tận dụng không gian ngăn phòng khách đi, phòng khách sẽ khuyết đi một phần, có nghĩa rằng khả năng kiếm tiền sẽ giảm đi. Những ai biết về thuật số huyền không phi tinh có thể lập quẻ ngôi nhà, tìm ra hướng có sao Bát Bạch và Cử Tử. Đây là hai ngôi sao sinh khí vượng khí để đặt phòng khách, bàn làm việc hoặc là nơi nghỉ ngơi, mang lại tài lộc tốt. Có câu tàn phong tụ khí, ám chỉ phong thủy tốt là đón nhận khí tốt từ ngoài đi vào, bố trí khí tích tụ lại ở phòng quan trọng, tránh tiếp nhận khí xấu hoặc là gió quá mạnh. Yếu tố ánh sáng cũng không thể bỏ qua. Có những thiết kế sau khi bước vào cửa chính phải đi bộ xuống mấy bước mới đến phòng khách. Kiểu thiết kế này cũng giống như phong thủy tầng hầm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến gia vận. Không nên ở hay chọn mua những căn nhà như vậy. Hàm ý này là từ ngoài bước vào bên trong càng cao dần là càng tốt. Một ngôi nhà có phong thủy tốt, đó chính là ngôi nhà có thể hấp thụ được nhiều ánh sáng mặt trời. Ánh nắng này là ánh nắng ban ngày. Ngôi nhà tốt thường phải là ngôi nhà bước vào cửa chính, bước vài bước mới đến được chính giữa ngôi nhà hoặc là phòng khách. Tất cả các cung điện thời xưa đều chọn theo kiểu thiết kế này. Nếu nhà sát mặt đường, người đi ngoài đường có thể nhìn thấy rõ phòng khách và những người ngồi trong nhà thì không phải phong thủy tốt. Điều đó rất bất lợi cho gia chủ. Với những ngôi nhà trong hẻm, gian phòng khách quá lộ, khó tránh khỏi ánh nhìn tò mò của các vị hàng xóm, có thể gây nên chuyện thị phi, gây bất hòa, hao tán tài lộc. Phạm phải bố cục này, hãy đặt bình phong hoặc xây tường chắn lại, hoặc là có thể lắp rèm dày để ngăn lại không cho bên ngoài nhìn vào nhà. Cũng có thể dùng các vật trấn khí như tỳ hưu đặt trong phòng khách hướng ra cửa. Người sinh mùa xuân vào tháng Dần Mão thường là mộc vượng kỵ mộc, có thể đặt thêm một chiếc tủ lạnh trong phòng khách. Đây là cách tăng vận kim. Người thiếu kim đặt tủ lạnh trong phòng khách rất là tốt, nhưng người kỵ kim không nên đặt tủ lạnh trong phòng khách. Nếu trong phòng khách có rất là nhiều gương, ban đêm khi đi ngang gương, phản chiếu hình ảnh của mình trong gương làm cho mình cảm thấy hoảng hốt bất an. Nhà ở càng lâu càng dễ bày nhiều đồ đạc trong phòng khách, đặc biệt là lối đi trong nhà. Để quá nhiều đồ vật sẽ làm tắc nghẽn cửa khí. Cửa khí chính là cửa lưu thông không khí, khi bị cản trở sẽ bất lợi cho gia vận, bất lợi về đường kiếm tiền. Màu sắc trong phòng khách cũng nên dựa vào sinh thần bát tự của gia chủ để quyết định, từ màu sơn tường, màu ghế sofa cho đến các loại tranh ảnh. Người sinh mùa xuân hè nên chọn màu sáng như màu trắng, xám, màu kem, xanh dương là phù hợp.
tranh ảnh có thể chọn tranh khỉ gà đại diện cho kim, chuột heo đại diện cho thủy. Người sinh mùa thu đông lạnh nên chọn màu ấm làm dụng thần. Tranh ảnh về ngựa là hỏa, về mặt trời là hỏa, thỏ hổ mèo là mộc. Với người có lá số lạnh, thường sinh cuối năm hoặc sinh tháng 1 dương lịch, phòng khách nên ngập tràn ánh nắng mặt trời vì mặt trời là hỏa. Nhưng lưu ý ánh nắng buổi chiều là nắng hại. Phương vị phòng khách, nơi đặt sofa rất là quan trọng. Đây là nơi cả nhà thường tập trung hội họp. Phương vị này nên xét theo quẻ huyền không phi tinh. Phía trên trần nhà của ghế sofa nên bằng phẳng, không nên có xà ngang đè lên đầu người. Điều đại kỵ này cũng áp dụng cho bàn thờ và giường ngủ. Khải Toàn khuyên các bạn nên treo ảnh cưới trong phòng khách, nên treo ở hướng Tây Bắc hoặc là Tây Nam. Treo ở Tây Bắc đại diện cho người chồng có tình cảm khăng khít với người vợ. Treo ở Tây Nam cũng tương tự. Nếu không treo ảnh cưới, treo tranh bình thường có hiệu quả không? Một bức ảnh bình thường sau thời gian dài kết hôn đương nhiên sẽ giảm dần, không còn như lúc ban đầu. Nhưng một bức ảnh cả nhà cùng vui vẻ vẫn rất là hiệu quả. Với nhà ở căn hộ, diện tích khiêm tốn nên phòng khách thường kiêm luôn phòng giải trí, phòng ăn, phòng sinh hoạt chung. Càng phải sắp xếp đồ đạc gọn gàng, không nên mở một lúc nhiều cửa vì tầng càng cao khí càng mạnh, không thể tụ khí. Một lỗi khá phổ biến ở Việt Nam của chúng ta là trang thờ thần tài thổ địa trong phòng khách không phù hợp. Đầu tiên là trang thờ quá to với diện tích. Trong suy nghĩ của mọi người, trang thờ tượng thờ càng to càng ứng nghiệm. Thực sự không phải như vậy. Nơi thờ phụng chỉ cần trang trọng sạch sẽ, nhìn vào bàn thờ một ngôi nhà có thể đoán được tính cách của gia chủ. Độ lớn nhỏ của trang thờ phụ thuộc vào diện tích của phòng và vị trí đặt, nên cân xứng là tốt nhất. Phương vị đặt trang thờ và bàn thờ không nên dưới xà ngang, không nên dưới gầm cầu thang, dưới bể cá, dưới nhà vệ sinh của tầng trên càng xấu, và lưng nên có điểm tựa. Bên trên trang thờ không nên để tạp vật lung tung lên. Một số nhà để tượng Phật Di Lặc lên trên trang thờ thần tài thổ địa, điều này không ảnh hưởng. Với căn hộ càng khó bài trí trang thờ thần tài thổ địa hơn. Nhưng các bạn nên biết, trang thờ không nhất thiết phải quay ra cửa chính, có thể xoay ngang vẫn được. Các bạn hãy nhớ, phòng khách là nơi tụ tài, không gian cũng biểu tượng cho lòng dạ và sự bao dung của con người. Không gian càng nhiều, càng có thể kiếm được nhiều tài lộc và lòng bao dung càng lớn. Cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.